Admin là nghề gì? Admin là phải làm công việc quản trị, điều hành các công việc, trong bộ phận hoặc tổ chức nào. Admin ở ngoài đời thường, thường nắm chức trưởng phòng nhân sự hoặc chức trợ lý cho giám đốc. Những người này thường có quyền lực gần tuyệt đối tại các bộ phận nhân sự trong công ty. Admin một trang website cũng là công việc điều hành toàn bộ hoạt động trong web đó, là người chịu trách nhiệm quan sát quản lý toàn bộ những thành viên nhân viên trong web đó. Sale Admin tức là phải làm công việc điều hành bán hàng, và giám sát bán hàng.